Với ngôi vị quán quân Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên 2014, Hòa Minzy bắt đầu bước chân vào làng giải trí với cương vị ca sĩ chuyên nghiệp. Cô sở hữu giọng hát nội lực và truyền cảm nhưng vẫn chưa thực sự gặp may mắn trên con đường sự nghiệp. Hòa Minzy của quá khứ, cô ca sĩ tỉnh lẻ lận đận trong sự nghiệp, ồn ào vì đời tư. Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh ra và lớn lên tại vùng quê xứ Kinh Bắc, Thanh Bình, trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, với sở thích ca hát từ nhỏ cùng quyết tâm theo đuổi đam mê, năm học lớp 11, Hòa xin bố mẹ lên Hà Nội một mình tự kiếm sống, học thành nhạc. Cô đã kiếm được số tiền đầu tiên nuôi sống bản thân bằng việc đi hát ở các phòng trà, quán cà phê và nhận lời làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí tuổi teen. Tham gia Học viện Ngôi sao năm 2014, Hòa Minzy gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo lẫn khán giả về khả năng ca hát, vũ đạo và biến đổi phong cách một cách chóng mặt. Ca khúc Làng quan họ quê tôi được cô biểu diễn thành công trong đêm chung kết. Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Hòa Minzy giành ngôi vị quán quân sau 3 tháng tranh tài. Bước ra khỏi cuộc thi, Hòa Minzy chính thức bước chân vào showbiz với cương vị ca sĩ chuyên nghiệp. Cô liên tiếp cho ra mắt nhiều sản phẩm như MV debut Thư chưa gửi anh, audio MV gửi, Sẽ chiến thắng, Ăn gì đây, Mơ nhớ. Dù vậy, cô chưa tạo được nhiều tiếng vang trong lĩnh vực âm nhạc. Ca khúc duy nhất của cô được khán giả chú ý là Ăn gì đây, kết hợp cùng Mr. T. Giai điệu trẻ trung, vui nhộn cùng cách hát tự nhiên, phóng khoáng của Hòa Minzy gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trẻ. Vậy nhưng, sự chú ý lớn nhất của Hòa Minzy tạo ra không phải là đến từ âm nhạc hay nghệ thuật, mà là do ồn ào đời tư của giọng hát sinh năm 1995. Trong đó, câu chuyện tình cảm của cô với Trần Sút Công Phượng từng gây nhiều sóng gió dư luận trong suốt thời gian dài. Bởi khi ấy, Công Phượng là cầu thủ nhận được sự yêu mến rất lớn, còn Hòa Minzy là giọng ca chưa nhiều tiếng tăm. Để thể hiện tình yêu, Hòa Minzy còn xăm đầy đủ họ tên Công Phượng vào ngực trái và tuyên bố sẽ không bao giờ xóa hình xăm. Từ khi vướng tin đồn yêu đương với Hòa Minzy, sự nghiệp của Công Phượng gần như chững lại, yếu tố chuyên môn bị lu mờ bởi những chuyện bên lề sân cỏ. Vì vậy, chuyện tình của cặp đôi gặp nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Sự cao trào cho chuyện tình Hòa Minzy và Công Phượng là tấm hình hai người khóa môi xuất hiện trước trận Long An - Hoàng Anh Gia Lai. Suốt thời gian yêu đương, Hòa Minzy bị khán giả ném đá, đả kích rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà tên tuổi giọng ca Bắc Ninh được công chúng biết tới nhiều hơn. Giữa tháng 11 năm 2016, câu chuyện tình ồn ào đã kết thúc khi Công Phượng quyết định chia tay để tập trung cho sự nghiệp. Sau khi chia tay, Hòa Minzy tập trung vào sự nghiệp ca hát. Cô cũng kiên trì giảm cân để có được thân hình đẹp và tự tin hơn. Hòa Minzy của hiện tại, người phụ nữ đạt đỉnh cao tiền tài, hạnh phúc trong cuộc đời. Sau ồn ào tình cảm với Trần Sút Nghệ An, Hòa Minzy tập trung phát triển sự nghiệp, phủ sóng hình ảnh trong các chương trình truyền hình, dự án phim ảnh. Cô được nhiều khán giả yêu mến với tính cách vui vẻ, lầy lội và khả năng ứng biến thông minh, linh hoạt, nhưng cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều vì cho rằng cô đang làm lố. Tháng 10 năm 2017, Hòa Minzy tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2017, phiên bản trữ tình và Bolero. Cô ngày càng nhận được nhiều hơn tình cảm của khán giả qua những màn trình diễn ngọt ngào, mùi mẫn. Sau chương trình, khán giả yêu quý gọi Hòa Minzy với cái tên Công chúa Bolero. Đây cũng là nguồn cơn khiến cô thân thiết với hai ca sĩ đàn em Đức Phúc và Eric, từ đó tạo nên gia đình hoa dâm bụt, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Bộ ba là những người bạn thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Sự nghiệp của Hòa Minzy từ đây cũng bắt đầu có những bước tiến đáng ghi nhận. Giữa năm 2018, cô ra mắt MV Rời bỏ, một bản ballad buồn, nhận được nhiều sự đồng cảm của quý khán giả. Đây là sản phẩm đạt thành tích cao nhất của Hòa Minzy cho tới thời điểm đó. Đến nay, ca khúc thu về gần 70 triệu lượt xem trên YouTube. Đến giữa năm 2020, cô tiếp tục cho ra mắt MV Không thể cùng nhau suốt kiếp với phần nhạc chắp bút bởi nghệ sĩ danh tiếng Mr. Zero. Phần MV lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu của Triều Nguyễn. Cô tự bỏ tiền túi đầu tư sản phẩm và nhận về nhiều lời khen về chất lượng MV. Sự nghiệp phát triển về cuộc sống riêng tư của cô cũng có những thăng hoa không ngờ. Hòa Minzy công khai tình cảm đầu năm 2018 với bạn trai doanh nhân, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn tại miền Tây. Gia đình anh thuộc dạng khá giả nhất nhì thành phố Long An. Từ khi công khai tình cảm, chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, bạn trai rất cưng chiều Hòa Minzy. Cuối năm 2019, Hòa Minzy thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi. Từ đó, cô liên tục vướng thông tin đã bí mật kết hôn và sinh em bé. Cách đây vài ngày, bạn trai Hòa Minzy cũng hé lộ hình ảnh cô và con trai đầu lòng trên trang cá nhân. Còn Hòa Minzy chưa từng trả lời trực tiếp về vấn đề này, nhưng nói về kế hoạch riêng tư, cô tiết lộ sẽ sinh hai con trước khi kết hôn.
từ bây giờ đến khi lấy chồng chị sẽ đẻ xong, đủ hai đứa mới xách váy cho mẹ trong lễ đường được chứ.